Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là bánh ít nếp cẩm mà hai nhân ha. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình có nửa ký bột. Bột này là bột nếp cẩm nha các bạn. Là mình mua xong rồi mình về cái mình do mình rang. Mình rang sơ rồi cái bắt đầu mình sẽ đi mướn người ta xay á các bạn. Thì mình sẽ có nửa ký bột, bột nếp cẩm ha. Nửa ký dừa nạo. Dừa này là mình mua ở ngoài chợ là mình cũng đã nhờ người ta nạo sẵn rồi. Với đậu xanh. Đậu xanh đó là mình cũng đã ngâm sẵn ha. Muối thì mình sử dụng là nửa muỗng cà phê muối. Đường thì mình sử dụng 100g đường. Nước cốt dừa thì mình cũng sử dụng là 100g. Còn nước lọc thì mình sử dụng là nửa ca nước này ha. Thì trước tiên là mình sẽ đem cái phần nhân nè, mình sẽ đem đi mình sên. Đậu xanh thì mình sẽ nấu lên nha. Mình sẽ bắt cái chảo nè, mình sẽ nấu cái phần đậu xanh trước nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ còn một bếp bên đây thì mình sẽ xào nhân. Rồi mình sẽ cho một ít muối vào trong cái đậu xanh nè. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Nước đó mình nấu cho cũng sắp sắp mặt thôi các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho dừa nè. Mình sẽ cho vào trong một cái chảo ha. Rồi nước cốt dừa nè, mình sẽ cho vào hết luôn. Đường mình cũng cho vào. Một hồi là mình có đậu phộng rang nữa nha. Đậu phộng rang khi mà cái phần đậu cái dừa này nè nó chín á thì mình sẽ để đậu phộng rang lên. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên. Mình cứ sên khi nào mình thấy cái phần dừa mình bóp mình dắt lại thành một viên á là được nha các bạn. Mình dặn thêm một ít muối nữa. Bây giờ là mình cứ việc giờ mình sên cái mức lửa cho phần đầu thì cho nó lửa nó lớn tí xíu. Khi mà mình thấy cái dừa nó nóng rồi thì mình sên cái lửa nhỏ nha. Mình sợ cái phần nhân á khi mà làm bánh rồi á sợ nó ăn lúc mà khô quá các bạn thì cái nhân của mình nó sẽ bị bờ rồi ha. Thì mình sẽ cho một ít bột năng nè. Rồi mình sẽ cho một ít nước vào và mình sẽ trộn lên đặng một hồi mình sẽ cho vào nhân nha. Để cho cái giúp cái phần nhân mình nó sẽ dẻo. Cái nhân nó sẽ dẻo hơn. Rồi mình sẽ rưới một ít bột nha. Mình rưới xong mình xào. Mình cứ việc mình xào lại cho nó đều và mình sẽ rưới nữa. Chứ mình không có chế một lần một nha. Các bạn thấy nè, bây giờ rồi cái phần nhân dừa của mình được rồi ha. Thì mình sẽ cho đậu phộng vào. Rồi sau đó mình sẽ trộn lên. Mình trộn lên rồi sau đó một hồi đợi cho cái phần nhân nó nguội bớt ha. Rồi mình sẽ dắt lại các bạn. Đậu xanh đó mình nấu nó cũng mềm là các bạn. Thì mình lúc mà còn nóng á thì mình cũng phải lấy cái giá nè. Mình phải cà đặng cho cái phần đậu xanh mình nó sẽ nhuyễn hơn ha. Còn không nếu mà các bạn không thích nhuyễn như vậy á thì mình có thể là để vô trong cái cối xay sinh tố á. Mình xay ra cũng vẫn được nha. Nếu mà xay ra thì cái phần đậu của mình nó rất là nhuyễn. Nhà mình thì thích ăn dạng như còn có hạt vậy nè, giống như dạng lợn cợn á. Cho nên là mình chỉ có nghiền thôi ha. Bây giờ mình nghiền nó đã nhuyễn rồi nè. Thì giờ mình sẽ cho đường vào và mình sên cái phần nhân. Và bây giờ là mình sẽ trộn đều lên. Mình thấy cái phần nhân á, khi mà mình sên á mà nhân không có còn dính cái chảo nữa là lúc đó là nhân mình đã đạt ha. Rồi nhân á là mình cũng đã sên xong với các bạn. Mình đợi cho cái phần nhân nó nguội tí xíu á, thì mình sẽ dắt thành viên nha. Thì trong thời gian mình chờ nhân nó nguội á thì mình sẽ nhồi cái phần bột. Mình sẽ cho bột nè vào hết trong cái thau này. Với lại mình sẽ cho một ít muối vào đây luôn. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Rồi mình sẽ cho nước vào đây, mình sẽ nhồi từ từ nha các bạn. Nước là mình cũng cho từ từ thôi, chứ để nhiều khi là mình cho nhiều quá một hồi cái bột mình nó sẽ bị nhão nha. Mình sẽ dùng tay luôn, tại vì tay mình cũng vệ sinh sạch sẽ rồi. Nếu mà đeo vào tay mình nhồi bột thì nó hơi khó đó các bạn. Một hồi mình nhồi bột xong á thì mình sẽ
lấy trùng các bạn, mình sẽ chắc thành một cục bột, mình sẽ lấy trùng ha. Chứ để nhiều khi á, mình không lấy trùng á, mình nhồi bột một hồi sẽ bị nhão á, cái bột nó dạng như nó chảy chảy á, thì nó sẽ không có được ngon. Bột này là mình chỉ có cho muối thôi chứ không có cho đường nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi cái bột này nè các bạn, cho bột nó mịn ha. Mình thấy cái bột á mình còn hơi khô quá thì mình sẽ cho thêm nước vào nha. Sẽ cho thêm một ít nước. Và bây giờ là mình sẽ nhồi. Mình nhồi khi nào mình thấy cái phần bột nó dẻo lại. Nó dẻo lại là được nha. Giờ là mình sẽ lấy trùng các bạn. Mình sẽ đem cục bột nè, mình sẽ chia ra. Chia ra là mình sẽ nấu một ít nước nóng. Rồi mình sẽ luộc, luộc trước nha. Rồi bây giờ là mình sẽ chia bột nè. Rồi mình sẽ lấy như đây, mình sẽ đem xuống mình luộc nha. Còn cái phần này một hồi mình luộc cái này cho nó hơi chín chín thì mình sẽ nhồi vô trong đây, chứ để nhiều khi cái bột mình nó sẽ bị chảy ha. Và nước á mình nấu đã sôi nè các bạn. Rồi mình thả cái phần bột nè, mình thả vô đây mình nấu. Mình nấu cho cái bột nó hơi chín chín á, rồi mình sẽ lấy ra nha. Mình sẽ dùng cái giá nè, mình chở cái phần bột. Không mình nhấn xuống cũng được nè. Các bạn thấy nè, như mình luộc cái bột và cái nước của nó nè, nó cũng ra cái màu tím tím nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ cho bột nó trên nó chín chín rồi mình sẽ lấy, mình sẽ để vô trong cái thau bột của mình nha. Rồi bột á bây giờ nó rất là nóng nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ lấy, mình sẽ làm từ từ nha, chứ để nhiều khi phỏng tay mình á. Khi mà mình nhồi như vậy nè, các phần bột mình nó sẽ đều, mình nhồi cho nó đều thiệt đều và mình mới gói bột được nha. Rồi bây giờ là một cái việc mình nhồi thôi, nhồi bột tí xíu rồi sau đó mình sẽ cho cái phần bột này nè để nghỉ tí xíu các bạn, rồi sau đó mình mới nhồi nhân được nha. Mình viên nhá, mình sẽ nắng, mình sẽ dò viên bột viên nhân lại. Mình sẽ làm nhân nha các bạn. Đậu xanh á thì mình sẽ lấy một ít nè. Bây giờ mình sẽ múc dừa nè. Đó, bây giờ là mình sẽ vắt lại. Cái này cho có đậu phộng cho nó nhiều cho nó ngon nha. Và bây giờ là mình sẽ xe cho nó tròn tròn lại. Rồi các bạn, bây giờ cái phần nhân của mình như vậy là được ha. Mình sẽ làm hai nhân như vậy ha. Bây giờ mình sẽ để qua một bên và mình sẽ làm tiếp cái phần nhân còn lại nha. Và nhớ là cái bánh mà nếp hang này đó các bạn, bánh ít nếp hang này á, nếp hang cũng gọi là nó, mà nếp cẩm cũng là nó nha các bạn. Nó chỉ có là một loại thôi, chứ nhiều người người ta gọi là nếp hang, có nhiều người ta nói là nếp cẩm, cho nên đó là nó chỉ có một loại gạo thôi. Bây giờ là mình sẽ làm tiếp mình dắt tiếp. Mình tùy theo sở thích của mình thích làm cái bánh nó lớn hay cái bánh nó nhỏ gì đó thì tùy theo sở thích của mình nha. Nhân thì mình cũng chia ra hết rồi các bạn, bột thì mình cũng đã chia ra từng khối ha. Thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình sẽ gói bánh lại. Mình sẽ tạo cái bánh như vậy là cái bột á, mình sẽ cho nó mỏng mỏng ra. Rồi sau đó là mình sẽ để cái phần nhân vào. Rồi mình sẽ túm lại, túm cái phần bột là như vậy nè các bạn. Mình sẽ nhúng cái cục bột này nè vô trong cái chén dầu ha. Và mình sẽ tha lại. Rồi mình sẽ để riêng qua một bên. Còn cái lá chuối nè,
mình sẽ quét một miếng dầu vào trong cái lá chuối này. Rồi bây giờ là mình sẽ tấm cái lá chuối này lại, làm thành một cái quặng đó các bạn, giống như là mình làm một thành cái quặng như vậy ha. Rồi mình sẽ để cái cục bột nè để vào trong chính giữa này, rồi sau đó là mình sẽ tấm cái bột lại. Cái lá chuối này bữa nay á là mình hái nó hơi ít các bạn, cho nên á là mình sẽ làm nó hơi tiết kiệm một tí xíu nha. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy một cái lá chuối này, mình sẽ để nằm xéo như vậy. Rồi mình sẽ vịn nha, mình sẽ vịn cái phần bột nè, mình sẽ xếp lại như vậy. Nếu mà các bạn làm khéo á, thì mình sẽ để lên bàn tay mình á, mình làm á, thì nó sẽ dễ hơn. Rồi mình sẽ túm lại như vậy ha. Rồi bây giờ á, là mình sẽ bẻ cụp lại như vậy. Còn cái phần mà bị dư như vậy nè thì mình sẽ nhét vào trong cái bánh, nhét vào trong chính giữa nha. Đó. Và bây giờ là mình đã làm xong một cái bánh nè, thì mình sẽ để riêng qua một cái rổ thì mình làm tiếp cái phần nhân với phần bột còn lại nha. Mình cũng chuẩn bị cái nồi nước sôi rồi nè các bạn. Và bây giờ là mình sẽ hấp bánh nha. Đó, các bạn thấy là bánh là mình mới vừa gói xong luôn. Tuy rằng gói không có đẹp các bạn, nhưng mà cũng tạm được ha. Đây là bánh ít hai nhân. Đó, mình sẽ chiết vòng vòng. Ví dụ mình thấy mình chất không có đủ thì mình cứ việc mình chất chồng lên đại cũng vẫn được nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đậy nắp lại nha. Khi nào bánh chín thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Mình hấp cái bánh này trong vòng là 40 phút là bánh đã chín rồi nha các bạn. Bánh nãy giờ mình cũng hấp được là 40 phút rồi ha. Và bây giờ là mình sẽ lấy bánh ra các bạn. Hồi nãy là mình cũng có lấy ra, mình mở ra thử coi bánh nó có chín hay chưa. Mình ăn thử thì bánh đã chín rồi. Thì bây giờ là mình sẽ gắp bánh ra. Mình sẽ tắt bếp luôn cái đã. Để hơi nóng là mình sẽ bị hỏng á. Lấy ra mình để một cái gỗ như vậy nè các bạn, tặng cho cái phần bánh đó, nó sẽ gõ nước lại thì khi mình hấp đó, cái bánh đó, nó có thấm nước á. Bánh đó mình lấy ra rồi á các bạn, thì mình sẽ chờ bánh cho nó nguội tí xíu rồi mình mới ăn được nha. Tại vì bánh còn nóng quá mình cầm á, sợ nhiều khi mấy nhỏ á, thì nó ăn, mình cầm thì được á, còn nhiều khi mấy đứa con mình á cầm á, sợ nó bị phỏng ha. Bánh á, là mình cũng đã làm xong, mình cũng lột ra rồi đó các bạn. Thì các bạn thấy là cái bánh này nó lên cái màu, nó là lên cái màu nó tím tím đen đen các bạn. Các bạn nhìn đó thì các bạn thấy là nó ra là màu đen nha, nhưng mà ở bên ngoài mình nhìn đó là mình thấy là nó có răng răng tím tím các bạn. Thì mình cũng mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Nè, ăn đâu cũng được, lấy cái lọc sẵn hả? Cảm cám cám để nó biến lọc đó. Rồi bây giờ là mình sẽ lột cái bánh ra các bạn. Nè các bạn thấy là khi mình lột ra là cái bánh nè nó còn ướt. Đâu có nóng đâu. Đây. Rồi bây giờ là mình sẽ tách thử cái phần ở trong nhân ra cho các bạn xem nè. Cái bột nè. Đó rất là dẻo nè ha. Đây. Các bạn thấy nè cái phần nhân nè. Rất là ngon ha. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng thử nha. Bây giờ là mình nghe là cái mùi rất là thơm các bạn. Ở trong này cũng vậy mà, hai nhân mà. Vừa nhân dừa, vừa nhân đậu xanh luôn. Dẻo ra. Cái bánh này các bạn, mình ăn cái phần bột á thì nó cũng dẻo dẻo.
nhưng mà nó không có dẻo giống như ở ngoài người ta bán đó bạn. Ở ngoài người ta bán là cái bột nó sẽ dẻo hơn. Tại vì nhiều khi là mình nghĩ là cái bột của mình nó, tại vì là mình đã gạo mình đã rang rồi, rồi xong rồi mình mới đem đi xay, cho nên là cái phần bột của mình, cái độ dẻo cái bột á, nó không có bằng giống như ở bên ngoài. Người ta mua gạo về á, rồi người ta sẽ ngâm qua đêm, rồi người ta sẽ xay, xay cái bột khô, cái bột mà dạng như bột ướt á các bạn, thì người ta sẽ bồng lại ha. Còn như nhà mình là đã làm cái bột khô rồi, cho nên là cái phần bột nó sẽ không có dẻo bằng ở ngoài tiệm người ta bán ha. Nhưng mà ăn thì nó cũng rất là ngon các bạn, chứ nó không có dở ha. Nhầm, nhầm cái ngon lắm. Dạ ngon. Cái bánh này á, nhìn nhìn nó ở bên ngoài á thì giống như là cái bánh mà lá gai á các bạn, nhưng mà thực chất là không phải nha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích tốt thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn.